Hôm nay mình sẽ làm thêm món bò kho. Mình xắt ra thành cái miếng vừa ăn. Cái bên cái này rồi chưa? Dạ rồi. Mình đập dập xả. Khúc ra, đằng sấy. Khúc ra đằng sấy. Ngoại lên chơi đãi món đồ kho. Đây mình sẽ xoáy mở tẩu với xả. Thơm quá. Nhóc bánh tráng nhà nhóc. Rồi bắt đầu mình sẽ ướp gia vị vô đây nha. Sạch tế hả nha. Rồi đầu tiên xả sấy bỏ vô. Rồi sa tế nửa hũ. Thì nói thì thêm cho cay. Nếu mình thích ăn cay thì mình có thể để nhiều. Còn không thích thì thôi. Tới chai đó chai gì cha? Dầu điều, dầu màu điều. Tiếp đến là mình bỏ dầu màu điều, mình tạo màu cho nó đẹp. Nửa chai. Tiếp đến là cái bịch gì vậy cha? Bịch ướp bò kho nè chú. Bịch ướp bò kho. Mình bỏ hai bịch. Dưới cái màu ấy, cái này xong ấy con bịch thôi, con hồi bớt đi, bớt từ từ, bớt từ từ. Đầu tiên mình sẽ bỏ một bịch thôi. Cái mũ
sao không cho dính miếng thịt ở đâu đây. Bốn muỗng đường cát, hai muỗng rồi từ từ, muối mình bỏ từ từ thôi, hai muỗng. Tiếp đến là bột ngọt, mình cho hai muỗng luôn. Rồi trộn đều lên. Rồi mình ướp đây để một thời gian khoảng bao nhiêu cha? 30 phút không? Từ 30, 10 phút cũng tùy mình. Tùy mình theo, nếu mình có thời gian thì mình để lâu thì nó sẽ ngon. Nếu mình không có thời gian mình để ít lại. Khoảng 15 phút. Này là mình để 30 phút. Rồi. Sau khi thời gian mình ướp 30 phút giờ mình sẽ nấu, nấu thịt cho nó săn lên này nè. Rồi sao đi anh? Sơ qua sơ lại đi. Rồi mình sẽ đổ nước cốt dừa vô. Nước cốt nhì. Chưa đó chưa. Rồi. Rồi. Rồi mình nấu cho nó sôi lên. Không để đẩy ra đi nào, đặt nó lâu chín nước cốt khô mau lắm. Để rồi tiếp đến là mình sẽ gọt cà gốt, khoai tây, rau nhiều ngon. Rồi.